Sáng nay, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines và cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức đón chuyến bay đầu tiên của năm 2022. Theo đó, 184 hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN116 là những vị khách đầu tiên đến với Đà Nẵng trong năm nay. Các hành khách được chào đón nồng nhiệt với những nghi lễ đặc biệt. Đây là hoạt động ý nghĩa đầu năm mới khi thành phố Đà Nẵng đang tích cực triển khai đón khách du lịch trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa có các chương trình hấp dẫn du khách gần xa. Rất là vui và rất là cảm động, cảm thấy một cái không khí rất là ấm áp và trời rất là đẹp. Xin chúc cho đầu năm mới tất cả mọi người nhiều sức khỏe, vạn an, thành công và nhiều thuận lợi. Chúng tôi mong rằng trong năm 2022, mọi thứ sẽ được khôi phục trở lại với một cái tình trạng là bình thường mới, và tất cả những cái hoạt động du lịch, những cái sự kiện du lịch sẽ khởi sắc trong thời gian tới. Về mặt tải thì chúng tôi sẵn sàng để cung ứng được đầy đủ, đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu đi lại của hành khách giữa các cái điểm giữa Đà Nẵng kết nối với Hà Nội, Sài Gòn. Bên cạnh đó thì từ Đà Nẵng cũng đi một số các địa phương khác như là Nha Trang, Đà Lạt, Hải Phòng thì chúng tôi cũng đã có khai thác rồi và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để tăng nếu như có cái nhu cầu từ phía hành khách. Theo thông tin từ Sở Du lịch, trong dịp năm mới 2022, Đà Nẵng sẽ đón 284 chuyến bay nội địa đến với thành phố. Để tiếp tục khôi phục hiệu quả hoạt động du lịch, Đà Nẵng đã dự kiến hai kịch bản đón khách, đồng thời tích cực phối hợp với nhiều đơn vị tên tuổi để tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện, các sản phẩm, chương trình du lịch hấp dẫn, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch.